Xin chào cả nhà thân yêu của Bếp Quê Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ cách làm trứng muối cấp tốc. Chỉ cần không đến một ngày, chúng ta đã có trứng muối ngon và an toàn cho sức khỏe. Với cách làm cấp tốc này, mình có thể dùng cho các món bánh sử dụng trứng muối rất là tiện luôn. Nếu thấy cách làm này hay, cả nhà cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món này nhé các bạn. Nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có 10 quả trứng gà cùng với muối và một ít rượu. Nguyên liệu rất đơn giản phải không nè các bạn. Trứng gà sau khi mua về, chúng ta rửa sạch rồi tách lấy lòng đỏ trứng. Cách làm trứng muối này, mình sử dụng trứng gà hay trứng vịt đều được. Ở đây mình sử dụng trứng gà nha các bạn. Mình cố gắng làm cẩn thận để không bể lòng đỏ trứng gà. Mình để lòng đỏ trứng qua một bên, rồi mình dùng vỏ trứng này múc vào một muỗng muối. Mình dùng tay thoa đều hết vòng vỏ trứng. Mình thoa cho muối bám đều vào trứng như vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ cho lòng đỏ vào. Tiếp theo mình sẽ cho vào trứng vài giọt rượu để khử đi mùi tanh của trứng. Sau đó mình gắp muối đều lên trên lòng đỏ trứng luôn nha. Phần muối này sẽ tự tan đều và thấm xung quanh lòng đỏ trứng. Mình đã làm xong rồi nè các bạn. Rồi mình để trứng vào khay. Mình có thể dùng dụng cụ tách lòng đỏ trứng như vậy nè các bạn, rất tiện luôn. Phần lòng trắng trứng này mình có thể dùng để chiên hoặc nấu canh đều được. Và cũng là nguyên liệu chính để làm bánh bò không men. Mình đã có clip chia sẻ cách làm bánh bò không men, mình để link bên dưới phần mô tả, các bạn vào xem tham khảo thêm nhé. Dụng cụ này các tiệm đồ mũ thường bán rất nhiều, các bạn có thể tìm mua. Tách lòng đỏ rất tiện và nhanh luôn. Tiếp theo như vậy mình làm hết phần trứng còn lại. Trứng gà của chúng ta đã phủ muối xong rồi nè các bạn. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Sau đó mình cho trứng muối vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 ngày hoặc ít nhất là 8 tiếng, rồi mình lấy trứng ra. Sau khoảng 8 tiếng thì mình lấy trứng muối ra kiểm tra. Lúc này muối hơi tan và trứng hơi cứng lại, như vậy là được rồi đó các bạn. Mình sẽ đem đi rửa nha. Bây giờ mình đem lòng đỏ đi ra rửa sạch với nước.
Sau khi mình rửa trứng muối sạch thì mình để qua miếng khăn giấy để thấm khô nước nha. Tiếp theo như vậy mình rửa hết phần trứng muối nha các bạn. Với cách làm này, trứng muối của chúng ta sẽ không được tròn như muối nguyên trứng, nhưng đổi lại rất nhanh và tiện luôn. Trứng muối sau khi rửa xong có màu rất đẹp luôn. Để bảo quản trứng muối được lâu hơn thì chúng ta có thể cho vào ngăn đông tủ lạnh, hoặc có thể đem nướng để làm những món bánh mình yêu thích. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nướng trứng muối không bị khô và thơm ngon. Ở đây thì mình nướng bằng nồi chiên không dầu, các bạn có thể đem đi hấp cách thủy. Mình chuẩn bị khay nướng rồi đặt trứng muối qua. Rồi chúng ta quét một ít dầu mè lên để trứng không bị khô và thơm ngon hơn. Trước khi cho trứng muối vào nướng thì mình sẽ làm nóng lò với nhiệt độ 180 độ trong vòng 5 phút nha các bạn. Rồi sau đó mình nướng trứng với nhiệt độ 160 độ trong thời gian 8 phút. Sau 8 phút thì trứng muối của mình nướng đã chín rồi nè các bạn. Các bạn thấy cách làm rất là đơn giản phải không? Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.